Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi có một khách hàng là mới điện cho tôi và nói thầy ơi, cho tôi hỏi là tôi đang mở một cái văn phòng hướng nam, vì tôi muốn làm một cái gác xếp ở trên, thì thầy có thể cho tôi chỉ cho tôi được biết là cái cầu thang tôi nên đặt ở phương vị nào để tốt cho cái không gian văn phòng làm việc của tôi. Vâng, thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn các cái yếu tố cơ bản nhất để bạn đặt vị trí cái cầu thang đẹp nhất. Các bạn đã thấy là cái cầu thang thì trong phong thủy nó rất quan trọng. Cầu thang hay còn gọi là gì, là cái sự sống lưu thông từ tầng dưới lên tầng trên. Thì những yếu tố gì đóng vai trò tốt để đặt cái phương vị cầu thang? Vâng, các bạn nhìn đây đây, thứ nhất là cái gia chủ này là nhà hướng nam nhé các bạn nhé. Hướng nam nó thuộc ba phương, ba vị là Bính, Ngọ, Đinh. Thì cái yếu tố đầu tiên là đặt cầu thang thì các bạn phải không hướng đến cửa chính. Tức là nếu mà cái cầu thang khi các bạn hướng đến cửa chính, tôi nói ví dụ đây, chẳng hạn cái cầu thang mà các bạn hướng như này, các bạn đi mà thẳng ra nó nằm như này, ví dụ như này ha, cái bậc này nó hướng ra đây, cái bậc đầu tiên ấy, số 1 này mà nó hướng cửa chính các bạn nhé, là cái chỗ này không được nhé. Vì cái cầu thang nó hướng cửa chính cũng không khác gì là gì, là cái cửa đằng sau nhé, nó cũng thuộc phạm vào lậu tài, tức là phạm vào lỗi phong thủy là lậu tài. Thì vị trí các bạn không được đặt nhé. Tức là nếu mà cầu thang các bạn đặt hướng cái cửa này ấy, các bạn mà kinh doanh tài chính ấy, là các bạn thô lỗ hẳn nhé. Các bạn có thể cho vay người ta, vay người ta sẽ trả nợ các bạn, người ta sẽ không bao giờ hoàn nợ cho các bạn. Đấy, các bạn sẽ bị mất tiền, mất của, mất luôn cả sự nghiệp các bạn nhé. Cái yếu tố đầu tiên là cái cầu thang các bạn không quay ra cửa chính. Cái thứ hai là gì? Là các bạn không xung với lại cái bàn làm việc. Tôi lấy ví dụ đây, cái cầu thang, cái bàn làm việc của các bạn ở chỗ này. Tôi nói cái ví dụ như bạn đang kê cái bàn làm việc chỗ này, đây, chỗ này, mà cái cầu thang các bạn này nằm chỗ này. Đấy, tức là bạn đi xuống dưới này, xong các bạn đi ra đây, đúng không? Cái đây là bậc số 1 này nha các bạn nhé. Là như thế này đấy, là các bạn cũng bị xông, trượt xung vào bàn làm việc. Đấy, là thứ nhất là gì, các bạn cũng hao tốn tiền của. Cái hai nữa, những cái người mà nhân viên mà làm chỗ này đấy, họ ngồi chỗ này đấy, là tôi chắc với các bạn biết là 100% sẽ phản bội lại, sẽ phản lại chủ nhé. Ví dụ nhân viên này mà làm bên gì kế toán này, hay là nhân viên này mà làm bên thị trường này, là nói thật các bạn bỏ tiền các bạn trả lương ông này đi làm thị trường, nhưng mà thậm chí là cái công việc ông đem về là đem cho công ty khác nhé. Cho là mình, tôi khuyên các bạn là các bạn lưu ý chỗ này, nhưng tôi khẳng định với các bạn 100% luôn này, bạn cứ thử đặt đi, trải nghiệm đi nhé. Chứ còn tôi thì tôi khuyên các bạn là không nên đặt như thế nhé, là các bạn sẽ thô lỗ nghe chưa, mà đến lúc các bạn không lấy lại được. Hoặc là đây, tôi nói ví dụ này, hoặc là các bạn ví dụ như cái phòng làm việc của các bạn là bạn sẽ có cái két bạc nằm đây nha. Thế mà cửa cái két bạc các bạn đặt như này, cái két bạc ấy, cái hiện tượng này thì đảm bảo là các bạn sẽ mắc trộm cắp này, đặc biệt là trộm cắp này, hoặc mất mát này, hoặc là nhà nhân viên của các bạn nó đang xây đấy mà nó thiếu khoảng vài trăm triệu, đó là nó mượn các bạn luôn nhé, mượn hết giá luôn đấy, mượn khỏi giá luôn nhé các bạn nhé. Cho nên là cái chỗ này nhá, là rất nhiều trường hợp, mà đặc biệt như ở thành phố Hải Dương là tôi làm rất nhiều trường hợp như này nhé, gặp trường hợp này và xử lý nó các bạn đấy, xử lý các lỗi phong thủy đấy, thì cũng có những cái lỗi mà xử lý rất dễ, nhưng mà có những cái lỗi thì xử lý cũng rất khó các bạn nhé. Cái yếu tố này thì tốt nhất là chúng ta không nên đặt vào nữa là xong các bạn nhé, di rời ra sang chỗ khác, hay chúng ta có thể đặt vào cung quý nhân, hay đặt vào cung tài vượng nhé, ở trong nhà các bạn nhé, là cái yếu tố thứ hai. Thế còn yếu tố thứ ba thì các bạn cầu thang các bạn không được
hướng vào cửa nhập sinh. Thế tôi nói ví dụ đây, cái chỗ cầu thang các bạn này đi như này, ví dụ như các bạn đi xuống đây, tôi nói cái nàm xuống này để các bạn đi đây. Đấy, đây là trên tầng trên các bạn chạy xuống này, đây nó là nhà vệ sinh các bạn đây, đây có cái cửa nhà vệ sinh này, cái WC này. Các bạn lưu ý nhé, tôi nói các bạn biết, những bạn mà có cái cầu thang đi kiểu này nhé, là tôi đảm bảo các bạn biết là các bạn sẽ mắc về các bệnh khớp đấy, bệnh gút này, bệnh khớp này đấy, rồi các bệnh liên quan đến cơ địa của các bạn nhé, rất nguy hiểm này. Các bạn cứ để ý xem bà con hàng xóm hay là anh em trong nhà các bạn, rồi thì xung quanh hàng xóm các bạn xem có nhà như này sẽ có đúng như thế nhé các bạn nhé. Những này các bạn chữa rất khó, mà để lâu là nó sẽ thành những bệnh mãn tính, các bạn chữa rất khó nhé. Cái yếu tố này là đại kỵ, các bạn không được làm cầu thang như này, các bạn chuyển đi chỗ khác nhé. Đấy, là cầu thang đối diện với lại cái nhà vệ sinh, hoặc tôi nói đây nhà vệ sinh, hoặc là bạn đặt cái bếp đun nhé. Ví dụ đây cái bếp các bạn đặt chỗ này, đây cái bếp các bạn đặt này, cái này nếu mà cầu thang các bạn mà đối diện với cái bếp này nhé, tôi đảm bảo các bạn biết là làm ăn không được, rằng các bạn có thành quả, các bạn mất mát tài chính này, đặc biệt là rất hay bị người khác gạt mình ra đường tạo khấu, ra tay cướp, tức là không có ai là nó kiêng nể các bạn cả. À, người ta nói một câu là ma thì không kiêng người yếu, người ốm đấy, mà trộm thì nó chẳng kiêng người nghèo, mình nghèo rồi nhưng nó vẫn đến ăn trộm đấy, mất trộm mất cắp hay ảnh hưởng ấy, mà mất những đồ mà các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy, thì là hiện tượng là những cái bếp các bạn gặp cái tình trạng này đấy, và đặc biệt nữa nó liên quan đến sức khỏe của các bạn nhé, trong thành viên của các bạn nhé, rất nguy hiểm. Đấy, là yếu tố liên quan đến bếp đun. Đấy. Hoặc cái nữa là tôi nói ví dụ đây, thế bây giờ các bạn tận dụng cái không gian này, cái gian phòng này các bạn hẹp, bạn tận dụng bạn kê cái gian hàng ở đây, ví dụ như gian hàng bạn kê kín, bạn đưa gian hàng, hoặc là tôi thấy rất nhiều những bạn là bạn dùng cái chỗ này bạn đưa luôn cái bàn làm việc đây, rất nhiều luôn này. Hôm nọ chúng tôi cũng đi xem ở trên Hà Nội, Gia Lâm Hà Nội là cũng có cái tình trạng là bàn làm việc gần cầu thang. Cái này tôi đảm bảo là cái người làm việc ở đây sẽ không bao giờ chú tâm vào công việc của bạn. Họ không chú tâm là gì, là họ làm không đảm bảo trách nhiệm, họ làm họ không được hiệu quả. Đấy, thì các bạn vẫn giả lương các bạn mất thôi. Ví dụ hôm nay bạn giao cho nhân viên về xử lý cho bạn một cái công việc gì quan trọng, nhưng họ làm không xong, đấy bạn sẽ bị lỡ một cái kế hoạch rồi nhé các bạn nhé. Cái này rất nguy hiểm nhé, các bạn không được tự động đây. Và hai yếu tố nữa là gì, các bạn không được đặt vào cung ngũ quỷ của cái căn phòng này, hoặc là cung tuyệt mệnh. Thế bây giờ để thế nào để chúng ta biết được cái cung ngũ quỷ và cung tuyệt mệnh? Bây giờ các bạn, tôi cho các bạn xem thế nào là cung ngũ quỷ. Cung nam 9 1 2 3 4 5 6 7 8 đây các bạn này, hai cung này các bạn nhé, hai cung này các bạn không được đặt cầu thang đấy, nó thuộc cung ngũ quỷ. Nếu các bạn đặt cầu thang vào cung ngũ quỷ là tôi đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ ảnh hưởng, vì cầu thang là xương sống, nó bị nhiễm độc. Đấy, nhiễm độc xương sống thì các bạn cũng cái triệu chứng viêm tủy này là một này, thoái hóa các cái đốt sống này đấy, viêm các cái tuyến cơ của các bạn này, rồi thậm chí là có những cái bệnh liên quan đến hệ thống máu huyết, ví dụ bệnh máu trắng hay bệnh về máu huyết là điều không thể tránh khỏi.
Thế còn các bạn khác thì sao? Các bạn quan tâm, các bạn có thể comment, các bạn nhấn nút đăng ký kênh, rồi các bạn để lại bình luận ở dưới, chúng tôi sẽ trả lời các bạn. Và rất cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video này của chúng tôi. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video khác.